cứu đến từ Bệnh viện Phổi Đồng Nai xin trình bày cái đề tài vai trò của dao động xung ký trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phần trình bày có những phần như sau: nhất là vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp, kết quả bàn luận, kết luận. Thì như chúng ta đều đã biết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh rất là phổ biến ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Thì khi mà người ta mắc phải cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì một cái điều chúng ta lưu ý là ai cũng vậy, tức là hầu như là phải điều trị suốt đời và bắt đầu là đưa vào quản lý điều trị. Thì trong cái chu trình quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái khâu đầu tiên là khâu chẩn đoán. Tuy nhiên thì và hiện nay thì cái hô hấp ký được xem là một cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì có một số cái trường hợp thì bệnh nhân không thể làm được cái kỹ thuật này, và bởi vì nó cần phải sự gắng sức rất là lớn. Thật là may thì có một cái kỹ thuật thăm dò chức năng phổi mới, đó là cái phương pháp dao động xung ký, thì rất là thuận lợi cho những cái trường hợp mà bệnh nhân không thể đo được chức năng hô hấp. Cho nên là chúng tôi tiến hành cái đề tài là nghiên cứu là vai trò của dao động xung ký trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhằm cái mục tiêu thứ nhất là xác định tương quan giữa các chỉ số của dao động xung ký với lại cái chỉ số của hô hấp ký. Thứ hai là xác định điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tuyến đoán dương, tuyến đoán âm của các thông số R5, X5, AX của dao động xung ký trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái phần trình bày cái đối tượng phương pháp nghiên cứu thì nghiên cứu ở những bệnh nhân trên 40 tuổi có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp đến khám tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai từ tháng 3 năm 18 đến tháng 3 năm 19, và tất cả bệnh nhân này đều đo được hô hấp ký và dao động xung ký cũng như là làm test hồi phục phế quản và lấy kết quả sau test hồi phục phế quản để so sánh, và loại trừ tất cả những cái trường hợp bệnh nhân đã được chẩn đoán là hen phế quản, viêm phổi, ung thư phế quản, lao phổi, có chống chỉ định về đo chức năng hô hấp, bệnh nhân có bệnh lý làm ảnh hưởng đến chức năng hô hấp như là bệnh lý thần kinh cơ, bệnh lý làm hạn chế đường lồng ngực, cái giãn đồ hô hấp ký và hoặc là cái dao động xung ký nó không đạt chuẩn, và cái test phục hồi phế quản thì dương tính. Về thiết kế nghiên cứu thì dựa trên cái nghiên cứu là mô tả cắt ngang, có phân tích và khảo sát tương quan. Cái mẫu nghiên cứu là toàn bộ bệnh nhân có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp đến khám tại Bệnh phổi Đồng Nai từ tháng 3 năm 18 đến tháng 3 năm 19 thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán và liệu thu thập và loại trừ. Biến số nghiên cứu thì có giới, tuổi. Về ca bệnh thì chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa trên cái tiêu chuẩn của Gold cũng như là của Bộ Y tế. Bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì được xếp vào nhóm bệnh, và bệnh nhân không bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đưa vào cái nhóm so sánh. Các cái thông số của hấp ký thì chúng tôi lấy hai cái biến số, đó là chỉ số Gensler tức là FV1-FVC. Nếu như cái chỉ số này mà nó dưới cái chỉ số bình thường dưới thì kết luận là bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Cái chỉ số thứ hai, cái thông số thứ hai là FV1%, thì cái này nó nói lên mức độ tắc nghẽn. Trong cái dao động xung ký thì chúng tôi chọn ba cái thông số, đó là cái R5, X5 và AX từ kết quả dao động xung ký, bởi vì là chúng tôi thấy rằng là ba cái thông số này nó phản ánh cái tổn thương ở cái vùng phổi ngoại biên cũng như là đường dẫn khí nhỏ. Và cái phương tiện nghiên cứu thì chúng tôi dùng đối với hô hấp ký dùng cái máy hô hấp ký là COCO, và cái dao động xung ký chúng tôi dùng cái máy dao động xung ký là Vintus iOS. Các số liệu được thu thập từ bản thu thập dữ liệu của bệnh nhân và dùng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để phân tích. Kết quả được trình bày dưới dạng tỷ lệ và chỉ số trung bình cũng như là lộ lịch chuẩn. Dùng phép kiểm chi bình phương, phép kiểm T để so sánh sự khác biệt giữa hai nhóm, dù đường cong rốc để tính độ nhạy, độ đặc hiệu, chỉ số tuyến đoán dương, tuyến đoán âm và xác định cái điểm tối ưu các thông số của dao động xung ký trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Độ tin cậy chọn là 95% với P nhỏ hơn 0.05 và khoảng tin cậy 95% không chứa 1. Về kết quả thì từ tháng 3 năm 18 đến tháng 3 19 chúng tôi có 138 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu
trong đó có 68 bệnh nhân được chẩn đoán phổi tắc nghẽn mãn tính và 70 bệnh nhân thì không có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuổi thì thấp nhất là 40, cao nhất là 83, trung bình là 57,4. Gồm có 110 bệnh nhân nam và 28 bệnh nhân nữ, tỷ số là 4:1. Cái bảng số 1 là nói về cái tỷ lệ bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo mức độ. Trong đó chúng tôi thấy là có gôn 2 và gôn 3 thì chiếm 79,4%. Do đó cần phải tuyên truyền để cho bệnh nhân đến khám phát hiện sớm. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Sen, Lê Đức Tiết Lan, Trần Xuân Tấn, chủ yếu thì gôn 3 và gôn 4, tôi nghĩ là cho cái cách chọn mẫu thôi. Bảng số 2 này là nói về cái sự khác biệt của các thông số hấp khí và dẫn xuống khí giữa hai nhóm bệnh và nhóm không bệnh. Thì chúng tôi thấy rằng là cái sự khác biệt đều có nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,01. Cái bảng số 3 này thì chúng tôi dùng để mô tả cái sự tương quan giữa FV1 với lại R5, X5 và AX. Thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là đều có cái đồ thị nó đều đi xuống và cái tương quan đều là tương quan nghịch biến. Cái bảng số 4 này thì chúng tôi thấy rằng là mô tả cái sự tương quan giữa cái chỉ số Gensler, tức là FV1 trên VC, so với cái thông số R5, X5 và AX trong cái dao động xung khí. Thì cũng tương tự như cái tương quan giữa FV1 với cái chỉ số R5, X5 thì đều là có sự tương quan nghịch biến. Và chúng tôi thấy rằng cái tương quan này với cái hệ số tương quan cũng tương đối cao. Ví dụ như là FV1 với R5 là 0,716, X5 là 0,66, AX là 0,717. Còn giữa Gensler với R5 là 0,696, X5 thì là 0,696 và AX là 0,71. Thì bảng số 5 là chúng tôi tính toán độ nhạy, độ đặc hiệu, tính toán dương, tính toán âm của dao động xung khí trong trường hợp của tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy rằng là ở ba cái chỉ số này thì chúng ta thấy là cái đường cong dốc, cái diện tích dưới đường cong thì nó đều tương đối cao, từ 0,852 cho đến 0,879. Và phân tích cái đường cong dốc, chúng ta thấy rằng là những trong cái chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu, tiêu chuẩn dương tuần âm của những cái thông số R5, X5, AX thì nó lần lượt là, ví dụ như là của R5 là 163,5, 75%, 91,4%, 89,4%, 79%. Của X5 là điểm cắt là 0,155, độ nhạy là 75%, độ đặc hiệu là 87%, tuyến đoán dương là 86,4%, tuyến đoán âm là 78,4%, AX là 0,92, độ nhạy là 79%, độ đặc hiệu là 90%, độ tuyến đoán dương, tuyến đoán âm là 88,81%. Thì tham khảo các cái nghiên cứu khác trong cái việc ứng dụng dao động xung khí trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì năm 2014 Nguyễn Thị Sen, Lê Thị Tất Lan so sánh dao động xung khí với hô hấp khí trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người cao tuổi gồm 40 bệnh nhân khỏe mạnh, 40 người khỏe mạnh và 50 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì có kết luận là hô hấp khí, tức là cái FVC, FV1, FV1 trên VC và dao động xung khí, trong đó có cái thông số R5, R20 và X5 thì ở hai nhóm có sự khác biệt với P0.05. Trong nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì độ nhạy của X5 là 78% và của R5 là 76%, nghiên cứu này là 75%. Có sự tương quan giữa R5 với FVC và FV1, X5 với FVC, FV1 và FV1 trên FVC. Mika năm 2011 so sánh dao động xung khí với hô hấp khí trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong một nghiên cứu gồm 87 người bình thường, 87 bệnh nhân hen và 56 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì kết quả có sự tương quan giữa R5, R20, X5 với FV1 trong hen phế quản và có sự tương quan giữa R5 với FV1 trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Từ năm 2014 đến 2016 thì CUA và cộng sự so sánh dao động xung khí với hô hấp khí trong đánh giá mức độ tắc nghẽn của 215 bệnh nhân trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì có sự tương quan giữa các chỉ số của dao động xung khí và hô hấp khí. Tương quan giữa các chỉ số phản kháng lực đường thở thì tốt hơn là chỉ số kháng lực đường thở.
Cái diện tích dưới đường cong của X5 AX và R5 lần lượt là 0,78, 0,76 và 0,735 thì cũng tương đương với cái nghiên cứu này. Tuy nhiên thì cũng có những cái nghiên cứu thì nó cũng chưa có tương đồng, đó là nghiên cứu của Trần Xuân Tấn và cộng sự năm 2014 phân tích dữ liệu của 30 bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính và 32 bệnh nhân không bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có tương quan giữa X5, X20, R5, R20, AX với FRET và FRET với FOV1. Tuy nhiên thì cái R5 và 20 lại không có tương quan. Chúng tôi nghĩ là có thể là cái cỡ mẫu chưa nó đủ lớn. Thì tóm lại thì giai đoạn phân ký là một cái phương pháp rất là thuận tiện đối với bệnh nhân thì thở tự nhiên dễ hợp tác. Đối với người kỹ thuật viên thì cái kỹ thuật đơn giản dễ hướng dẫn cho bệnh nhân. Đối với bác sĩ thì thăm dò hầu hết bệnh nhân không lệ thuộc vào tuổi tác, bệnh tật, có thêm thông tin để giúp cho chẩn đoán. Kết quả nghiên cứu nói lên giá trị của giai đoạn phân ký trong chẩn đoán và tắc nghẽn, nhất là khi không đo được hô hấp ký. Về mặt kết luận thì thứ nhất là tương quan giữa các thông số của hô hấp ký FV1 và FV1-C với các thông số của giai đoạn phân ký R5, AX, X5 là đều là tương quan tiến tuyến nghịch, có thể sử dụng giai đoạn phân ký trong thăm dò chức năng hô hấp ở những bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng về đường hô hấp, có thể dùng giai đoạn phân ký để thay thế hô hấp ký ở những bệnh nhân không thể đo được hô hấp ký trong chẩn đoán bệnh tắc nghẽn mãn tính. Thì đây là cái điểm cắt độ nhạy độ đồng hiệu và mà cái kết quả nghiên cứu vừa nêu tài liệu tham khảo. Và sau đây một số hình ảnh về cái hình ảnh đo hô hấp ký cũng như là giai đoạn phân ký. Chúng thấy là ở cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ở phía bên trái chúng ta thấy là cái hình chúng ta thấy là nó rất là lõm, thì bên cái hình của giai đoạn phân ký chúng ta thấy là cái phần ở bên đây là cái hình của giai đoạn phân ký hô hấp ký của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng thấy cái hình ảnh nó cũng rất là đặc trưng, cái đường cong lưu lượng thể tích cũng như đường cong thể tích thời gian thì độ dốc nó rất là tà và cái đường lõm nó rất là lớn. Thì bên đây thì bệnh cái đường biểu diễn của cái AX thì nó cũng nằm trọn vẹn ở trong cái phần bệnh vùng bệnh và sau test của phế quản thì nó cũng không thay đổi. Tương tự như vậy thì cũng có cái hình này cũng thế, đây là cái hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cái hô hấp ký, còn đây là cái hình ảnh giai đoạn phân ký ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng tương tự như vậy. Thì cái đường AX cũng như là X5 thì nó cũng đều nằm ở trong cái vùng bệnh, sau khi mà test phục hồi phế quản thì nó cũng vẫn nằm ở trong cái vùng bệnh, nó không ra khỏi, tương tự như vậy. Còn đây là cái trường hợp mà không có bệnh, cái nhóm bệnh thì chúng ta thấy cái hô hấp ký nó bình thường, cái đường cong lưu động thể tích cũng như đường cong thể tích thời gian thì nó cũng bình thường. Sang bên đây thì chúng ta cũng thấy là nó cũng nằm ở ngoài cái vùng bệnh, cái đường biểu diễn của giai đoạn phân ký cũng vậy. Thì tương tự những cái hình ảnh khác cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây là những cái hình ảnh của bệnh nhân không có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đây là bệnh nhân đối với hô hấp ký và đây là giai đoạn phân ký.